Để mà xóa cái kênh thì cái việc đầu tiên là bạn vô cái Gmail của bạn nha. Trong Gmail thì bạn sẽ vô cái phần YouTube đó. À, nó có cái bảng như vậy. Thì bạn nhấp vô trong chỗ cái avatar của mình thì mình thấy nó xả ra đây. Thì bạn sẽ nhấn vào cái chỗ chữ cài đặt. Cài đặt. Rồi từ cài đặt bạn xuống cái dưới cuối cùng là chữ cài đặt nâng cao. Cài đặt nâng cao. Cái phố này thì có nhiều cái mà thiết lập YouTube theo đúng ý của bạn. Dưới cùng chúng ta thấy có một xóa kênh. Xóa kênh. Việc xóa kênh YouTube sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản Google của bạn, nghĩa là sao? Tức là chỉ khai hóa những cái hình ảnh, những cái clip trên cái kênh YouTube thôi, còn cái tài khoản Gmail của mình á thì vẫn bình thường, vẫn sử dụng bình thường, không vấn đề gì hết. Mình sẽ click vào là xóa kênh. Nó để nó chắc ăn thì nó sẽ hỏi ngược mình lần nữa, có phải cái email này và có phải cái tài khoản này là bạn đang quản lý cái kênh YouTube không? Thì mình nhấn là OK. Ở đây nó sẽ hỏi mình ẩn hoặc xóa nội dung trong kênh YouTube của bạn. Nghĩa là ở đây nó có hai cái chế độ các bạn. Một là chế độ chỉ ẩn kênh, tức là ẩn thôi, nó vẫn còn sống cái kênh của mình, tuy nhiên là mọi người không có thấy gì hết. Chế độ thứ hai là muốn xóa kênh vĩnh viễn. Ví dụ chế độ ẩn thì các bạn sẽ thấy cái gì? Bạn sắp ẩn, đúng không? Thì muốn ẩn thì bạn sẽ click vào vào đây, như vậy là các cái dữ liệu của bạn sẽ ẩn thôi. Ví dụ tên kênh Mr. Trend là 72 cái video clip là mà đã đăng nè, rồi 7 danh sách phát nè, số 4.000 lượt thích nè, xin lỗi, 4.000 lượt đăng ký nè, đó thì nó sẽ ẩn. Rồi ẩn kênh của tôi đây, nhưng mà đây tôi không muốn, giờ chán cái kênh này rồi, giờ muốn xóa luôn. À, bây giờ đến phần quan trọng nhất đây. Tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung trên kênh Mr. Chen. Như vậy khi mà xóa thì bị xóa cái gì nè? 73 cái video clip làm ròng rã trong vòng 10 tháng trời, đúng không? Đăng ký 1.600 cái kênh khác nhau. Và hiện nay có 3.980 người đăng ký, nghĩa là từ tháng trước đến nay có 20 người là không đăng ký nữa. Những cái nhận xét của tôi trên các cái kênh bạn, các cái tin nhắn, thì tất cả cái này nó là sẽ mất hết. À, tôi quyết định là tôi xóa. Đây nó lại lần nữa nó hỏi kỹ nè, xóa nội dung của bạn. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung trên kênh YouTube của bạn, bao gồm tất cả video và lượt thích, đúng không? Vui lòng xác nhận bằng cách nhập địa chỉ email của bạn, Mr. Chen. Vui lòng xác nhận bằng cách nhập địa chỉ email của bạn. Xóa địa chỉ email. Đấy, 4 a cầm g mail com chấm nó là sao? Đang xóa nội dung của bạn, chúng tôi đang tiến hành xóa vĩnh viễn nội dung của bạn. Quy trình này thường mất vài phút nhưng cũng có thể mất vài ngày nếu bạn có nhiều nội dung. Như vậy là xong, tài sản 10 tháng trời làm. Tuy nhiên bởi vì cái video với cái kênh này nó bị một số các cái lỗi về kỹ thuật, cho nên tôi đã buộc lòng tôi phải xóa nó. Thì cái xóa này cũng là một phần là một cái bài học kinh nghiệm. Khi mà làm cái video này thì có những cái lỗi, bởi vì mới làm cho nên có nhiều lỗi anh chị. Lỗi thứ nhất đó là bà vi phạm bản quyền. Ví dụ như mình thấy một clip nào hay mình cắt một cái clip nào lên mình dựng vào của mình đó, thì nó mình dính cái bản quyền và bị dừng hết 3 tháng. Cái lỗi thứ hai là có những cái nội dung, bởi vì mình làm về vấn đề phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại của trẻ em, cho nên một số cái vấn đề đó nó dính ở trong đó. Chính vì vậy nó cũng bị 3 tháng.
bây giờ quay lại thử coi trong thời gian chờ đợi coi là nó còn cái kênh không nhé. Tiêu à, giờ muốn nữa là phải tạo cái kênh khác à, muốn biết rõ nữa tôi đánh thử ra nha, Mr. Jen coi nó còn kênh nào mất tiêu bà con. Ok, vậy là coi như xóa xong.